Thực hiện thông báo kết luận số 16 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị, trong đó có nội dung chỉ đạo tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng, Huyện ủy Đất Đỏ đã quyết định thành lập Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy để đảm bảo công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Các cơ quan được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Huyện ủy Đất Đỏ đã công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Nhất Trường, trưởng ban tổ chức nội vụ huyện, giữ chức vụ trưởng ban tổ chức huyện ủy; ông Lê Văn Phước, phó ban tổ chức nội vụ huyện, giữ chức vụ phó trưởng ban tổ chức huyện ủy; ông Nguyễn Huỳnh Trung, chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện, giữ chức vụ chánh văn phòng huyện ủy; ông Lê Thanh Xuân, phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện, giữ chức vụ phó chánh văn phòng huyện ủy. Dịp này, Huyện ủy Đất Đỏ cũng chuẩn y chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Ngô Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc An. Lãnh đạo Huyện ủy Đất Đỏ chúc mừng và yêu cầu cán bộ mới được điều động bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý sẽ đoàn kết tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.